Bói nào, ai xem bói không? Ôi trời, đầu năm sao lại ế ẩm thế nhỉ? Ôi trời ơi, thôi con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy từ thằng đần nhất đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần kinh, con lạy sang khoa nhà xác, con lạy từ bãi rác, con lạy đến bản lác Mai Châu, con lạy con diều hâu, con lạy con chim chích, con lạy từ cái phích, con lạy tươi cái bàn, con lạy từ người sang đến người khó, con lạy từ con chó đến con mèo. Ai xem bói thì vào đi. Bói nào, có xem không thì bảo. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nhiều chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh mỗi giới mỗi mai đưa đường. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Em ơi, anh nói thật đấy, số em chỉ hợp với anh thôi, mà chả lấy anh chả ma nào nó lấy em đâu. Nhìn anh phong độ thế này cơ mà, anh ấy thề đấy, lấy anh lúc nào được ăn thịt dê. Nào đưa tay đây. Người ta còn xem cả nốt ruồi dưới tay là cái gì. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nhiều chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh mỗi giới mỗi mai đưa đường. Chừng 30 mấy, yêu lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dù tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Dù tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Dù tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Em mà lấy anh nhá, anh mời hẳn Yến Thăng và Thảo Vân làm em đăng cưới cho chúng mình đấy. Đi vào lo lễ cưới đi. Đây, chúng tôi đã có mặt. Có ngay, có ngay. Thảo Vân, Chiến Thắng xin được gửi lời chào nồng nhiệt tới quý vị khán giả đã đến với Tết Vận Lộc của chúng tôi hôm nay.